Dạ, Thiên An xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Apple TV. Hôm nay là ngày thường niên lần thứ 17 mà tụi em tổ chức cái hội chợ y tế này ở tại Bệnh viện Memorial Hermann Southwest. Thì có những cái dịch vụ để mà tụi em phục vụ ngày hôm nay, đó là có khám răng, khám mắt, khám vú, rồi làm hẹn để nhà chụp quang tuyến nhũ ảnh, rồi có là kiểm tra viêm gan, rồi có là giống như đo động mạch ở cổ để coi mình có bị đột quỵ hay là tai biến mạch máu não hay không. Rồi đồng thời năm nay đó là có kiểm tra trí nhớ nữa, rồi có những cái mục như là giúp cho quý vị cai thuốc lá. Những cái này tất cả là đều miễn phí hết cho quý vị. Rồi như thường lệ đó là đều có những cái như là kiểm tra đường huyết, huyết áp hay là mỡ trong máu, đo độ oxy hóa, đo phân khối thể. Rồi cái đặc biệt nữa là có về đo mật độ rỗng xương. Rồi như mọi thường là cũng đều có chích ngừa cúm, rồi chích ngừa cho COVID. Thì có đầy đủ hết tất cả những cái dịch vụ ở đây cho quý vị. Và có kể cả là về bệnh tinh thần, tâm thần mà bắt đầu giống như chúng ta cần phải phổ biến nhiều hơn trong cộng đồng người Việt. Thì tụi em muốn kêu gọi là quý vị cần phải đi khám những cái sức khỏe này. Chúng ta phải lo cho sức khỏe. Tại mình có sức khỏe thì có hết tất cả. Thì cái này là tụi em tổ chức hàng năm, đó là có dược sĩ, bác sĩ ra để chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích cho quý vị. Quý vị có thể tham khảo và tư vấn với bác sĩ, dược sĩ ngay tại chỗ, hỏi về những cái thuốc men mà mình uống, mình có cần chỉnh sửa hay là cái thuốc đó có hợp lý đúng hay không. Tư vấn với những bác sĩ là mình cần đi khám thêm những cái gì, hay là những cái mà mình khám ngày hôm nay đó, là bác sĩ sẽ cho biết liền những cái kết quả ngay tại chỗ cho quý vị luôn. Thì tụi em là thử máu hay là làm những cái kiểm tra là có kết quả liền. Cho nên là tụi em muốn khuyến khích là mọi người ra để mà sử dụng cái dịch vụ này. Tại vì tất cả là miễn phí cho quý vị, mà quý vị có thể giống như là one stop shop á, mình khám hết từ trong ra ngoài để đầy đủ hết trong một ngày. Thì tụi em xin mời quý vị ra đây và cũng cảm ơn tất cả những nhà tài trợ đã hỗ trợ cho tụi em, những cái nhà bảo hiểm sức khỏe như là WellPoint, United Healthcare, có cả những cái Independent Agent đó như là TMT Insurance hay là CCI bảo hiểm tận tâm. Thì họ luôn là những nhà tài trợ đồng hành với tụi em để giúp cho tụi em để tổ chức để mà có những cái buổi khám sức khỏe cho quý vị. Nhà Thiên An xin cảm ơn. Xin chào buổi sáng, xin chào khán giả của đài ABTV. Tôi tên là Yến và tôi đến từ phòng khám Hope Clinic. Đây là một cái vinh dự của tôi bởi vì hàng năm đây là một cái hội chợ sức khỏe rất là nổi tiếng tại vùng Elif, Houston. Và tôi rất vinh dự, đã dự rất là nhiều lần, chắc cũng hơn mười mấy lần rồi. Và tôi đến từ phòng khám Hope Clinic với các dịch vụ được phục vụ cho cộng đồng tại vùng Houston mở rộng và các vùng phụ cận Houston. Và xin được giới thiệu với quý vị là phòng khám Hope Clinic với các dịch vụ kiểm tra sức khỏe cũng như các bác sĩ gia đình. Và chúng tôi cũng có về sức khỏe hành vi. Và hôm nay chúng tôi có cái chương trình là giúp cho quý vị có thể có những cái giải tỏa về những cái ức chế tâm lý trong cuộc sống của mình. Và khi mà quý vị có những cái ức chế về tâm lý cuộc sống á, thì quý vị có thể có những cái động tác mà mình có thể giúp cho mình có thể giải tỏa được cái tâm lý ức chế đó của mình. Và nếu quý vị có những cái thắc mắc gì thêm, có thể gọi đến Hope Clinic 713-773-0803, 713-773-0803. Xin cảm ơn. Ok, dạ xin chào quý vị. Tụi cháu là sinh viên tại trường Baylor College of Medicine, hôm nay đứng để cho ủng hộ cái hội chợ y tế. Cái bàn này là để cho chia sẻ mấy cái resources để cho bảo vệ da và để cho tránh ánh nắng, để cho có thể giữ gìn da đẹp đẽ. Yeah. Well, my name is Paul Wing. This is a hospice for người Việt. If anyone who's Vietnamese cần hospice, we provide hospice cho the Vietnamese people. It helps with the nurse to come, doctor có an aide to come, có social worker, có chaplain, có occupational therapy, physical therapy cho come to the house, okay? And then if cần supplies, then a brief underwears, wipes, and gloves provided for, and then has a bed, oxygen, wheelchair, anything you need. But just give us a call.
or look up Eye Care Hospice online. Thank you. Em là Steven Au, đại diện Hội Dược sĩ Việt Nam tại Houston bữa nay, với học sinh viên từ UH, với học sinh viên từ TSU Trường Dược. Ở đây, bữa nay ra đây cộng tác, chích ngừa cảm cúm, free, với kiểm tra máu, mỡ trong máu, với đường trong máu, với áp huyết ở đây. Thì tụi em thì từ đây ở bữa nay tới đây tới 12 giờ. Thiêu anh chị có thể rảnh thì ra đây thì cần thử máu về đường mỡ với áp huyết với chích ngừa cảm cúm miễn phí. Xin ra đây ở Memorial Southwest bữa nay từ 12 giờ. Dạ. Yeah. Với năm nay là năm 17. Steven có cơ hội volunteer với làm trong cộng tác với trong cộng đồng Việt Nam ở Houston. Dạ, xin chào quý vị. Con xin chào khán giả. Tụi con là học sinh của trường y học Baylor College of Medicine tại Houston ở đây đây. Và tụi con hôm nay ở cái hội chợ y tế này là để giúp nói chuyện về những bệnh tâm lý thường thường của những người cộng đồng châu Á Việt Nam nói tổng hết và người châu Á nói tổng hết là và cộng đồng Việt Nam nói chung. Là tụi con ở đây là của cái phòng khám Menninger ở Baylor, thì tụi con nói về những giống như những tình trạng bệnh tâm lý của người châu Á, giống như bệnh trầm cảm, mình làm công việc hơi nhiều mà bị stress, mình cảm giác buồn nản, hay là trong cộng đồng của mình cũng thích vui vẻ uống rượu với nhau, nhưng mà khi nào mình cái điều uống rượu này biến thành một triệu chứng phải cần cai nghiện hay là hút thuốc, thì tụi con hôm nay ở đây là để đem những thông tin này chia sẻ với cộng đồng Việt Nam để chúng ta có thể cần có những nếu mà có cần câu hỏi hay là tư vấn thì có thể lại trung tâm Menninger để tư vấn về sức khỏe tâm lý của mình.